Đấy, ra làm luôn, tí nữa phải chạy đi Ninh Bình có việc. Đáng nghe tí được về quê đấy, nhưng mà thôi rồi, này có phiên cuối tuần phố và gia đình. Cây này là bao nhiêu đây anh? Bán cho anh được. Dạ, bán cho anh em ấy, biết đấy. Vài ba bốn triệu. Vài ba bốn triệu gì? Chọc số đi, trong có cây nào anh em cũng gọi luôn. Con điền đây. Đây là một con điền này. 0906799. 799. 866. 866, ô anh Công nhá. Rồi, có hôm nay có hai cây à? Hay là hai cây. Ừ, ok, cái khác. Hai cây. Ra làm tí để còn té luôn. Cao bao nhiêu thôi? Cao bao năm? Làm luôn. Đấy. Anh ngồi đây à? Ngồi đây cho người ta nhìn, người ta dễ so sánh. Đấy. Ung thư giai đoạn ấy rồi. Bệnh mẹ mang đây thương thật đấy. Được. Ok, 35 cân. Bốc bồ ngọn trí này, cái nọc bên này đây, cái này to lên là xong thôi đấy. Này có phải mát chứ nhỉ? Đây mát rồi, mát rồi, mua cây này sướng đấy. Đây đây cũng mát, mua cây là sướng đấy. Đấy, cái điền, một điền một quê nhỉ? Một điền một quê. Đây quê đây. À quên, con này thì bao tiền nhỉ? Vừa nãy quên không bảo. Con này trung 7, 8 triệu rồi đấy. 7, 8 triệu. Ai có nhiều tiền thì trả 8 triệu, ai ít thì trả 7 triệu. Cây này thì bằng khoảng một nửa. Êm như nằm với hoa hậu. Hoa dễ mua luôn. Êm như nằm với hoa hậu. Được đấy. Ok, hai cây hay vừa đầu giờ buổi sáng. Để ra đây, cây hai cây của anh là ngon đấy. Cây của anh Trung à? Đợt này bày cái mặt tiền đẹp quá. Con này đẹp nhỉ? Cho đẹp xong thì bán cho anh cả. Bao tiền anh? Đọc số với tiền đi. Không, Ngọc Mai đấy à? À. Cây đấy là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đá này là đá gì nó đỏ nhỉ? Đá lụa. Đá lụa. Trùng dâu nhá. Hồng Ngọc Mai rực rỡ quá. Sương đang làm cây gì không? Nhìn thấy hay hay đằng kia. Ok. Đọc đây nhá. Và đọc cả số luôn đi. Số điện thoại là 0985837909. Trung Dâu. Trung Dâu. Số của Trung Dâu, của cây cũng của Trung Dâu đây. Hồng Ngọc Mai. Chỉ việc chơi. À. Người đấy. Người đấy, cây đây. Quái vật, con quái vật. Ừ. Sơ bộ, cứ sơ bộ giá một lượt đi. Sơ bộ con này là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Làm cả dãy luôn đi. Đây du. Du này là 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đấy, Hồng Ngọc Mai này cũng bằng giá con này. Bằng giá. Cái này hay này. Cái này là 1 triệu. 1 triệu. Đấy. Vừa đẹp vừa thơm. Vừa đẹp vừa thơm. Cái này 1,2 triệu. Đây rồi đấy. Cái này 1,2 triệu. To quá. Vừa đẹp vừa thơm. Phổi kia là bao nhiêu anh? Phổi này là 3,5 triệu. Giá chuẩn luôn. Giá chuẩn luôn. Xanh này. Xanh. Xanh này 3 triệu. 3 triệu. Chỉ việc chơi thôi. Đẹp bao nhỉ? Vừa xi ôm đá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Vườn Trung Dâu xin kính chào quý khách. Kinh đấy nhỉ. Đẹp đấy, huyền chi đảo đi ở đấy. Khỏi găng ra.
hay đấy, nghệ thuật đấy. Cây nghệ thuật. Nghệ thuật. Thuật. Nhất chợ Vạn Phúc luôn. Nhất chợ luôn. Cổi găng nhất chợ luôn. Đẹp đấy. Đấy, thử tiếp đây. Cao tầm đấy, cao tầm này. Cao tầm này, chiều cao của cây tầm đấy. Tầm đấy chả biết cao bao nhiêu, chắc khoảng độ hơn 60 nhỉ. Đấy, đẹp đấy. Kiểu như Mai Phương Thúy đang chảy đầu ấy nhỉ. Đẹp đấy. Từ mặt trầu lên khoảng 60. Si này là si bút đỏ. Là tháng đầu mấy tiền đây? Con này là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Là đường cong to gặp đẹp. Đấy. Trà Phúc Kiến. Vâng. Cái đẹp đấy. Chứ phải nhận được giao chơi, xem giao nhiều lắm. Đây thì thấy quá. Vài chục cây đi đi. Xanh. Xanh ra. Sơ bộ là có giá rồi. Cơ bản rồi. Thì alo vào nhà yêu thương nhau. Vào nhà hoặc là ra chợ yêu thương nhau hoặc alo đấy. Đẹp đấy, bộ này đẹp đấy. Người đâu đấy? Ra người đâu? Người đâu? Thạch Thất. À, Thạch Thất này. Vâng. Xã nào? Xã Tân Xã. Tân Xã. Vâng. Thạch Thất đây. À thế ạ. Ở chỗ xã nào? Công tác ở Thạch Thất thôi, chứ còn ở công tác. Bây giờ vẫn đang ở công tác đấy. Công tác thì đang công tác Thạch Thất. Ở chỗ mảng nào đấy ở chú? Nhà mày có gần nhà thầy Lê không, nhà cho ấy? À có. Nhà Lê gần nhà ấy không? Nhà thầy Lê. Ê. Cách nhà thầy Lê đồ khoảng đồ cây số đi bộ. Đỡ đi không phải ở Thạch Thất, đỡ ở Thạch Thất khoảng 50 năm này. Gia đình ở đây. À được. Thế thì mình bây giờ giờ vẫn đang ở Thạch Thất công tác. Nhưng mà có quê ở Đức. Ở luôn ở đấy đúng không? Không, giờ về quê đây. Đã vẫn đang công tác ở Thạch Thất, quê ở Hoài Đức. Nhưng mà ở huyện ngày xưa, hay là, xưa hay là ra, ở ban ban gì? Ông già tớ là giám đốc công ty Thạch Thất ấy, ông Tuân. À, bây giờ thế tốt quá. Ngày xưa. Vâng, đấy. Thế ông vào ấy vào cháu chơi. À, tới nhà đấy à? Nhà hỏi ông Lê thì biết ngay. À, ông Lê à? Cần ông Lê à? Không cần lắm nhưng mà thu. À, nhưng ông Nguyên ở trong, Nguyên hiệu trưởng trong thì. Nguyên và Hoàng không? Nguyên, cả hai ông đều chơi với bố cháu. À, đây bố cháu biết à? Không, làm cựu chiến binh ở xã mà. À. Mà đang làm phóng dụng Thạch Thất. À đấy ạ. À rồi. Thảo nào toàn quen các thầy. Bác chưa thấy hỏi này anh ơi. Hình ấy, khách sộp đấy. Khách sộp. Không rồi... 3,5 tỷ. Không rồi để cho cán bộ cái ấy rồi. Cái cây xanh ấy. Cán bộ chở đi chưa? Chở đâu, ra tiền đâu, ra chở đâu. Chưa tiền à? Đấy. Cán bộ ấy chắc bận quá. Cán bộ ấy hay đấy. Vâng, chả. Thế không bảo chở đi à? Hay như nào anh? Kê ông thích không chở. Chắc cũng không. Bán nấu à? Vâng, ông. Ông ấy cũng hay đấy. Chào Tom. Xin chào. Khỏe quá, dạ. Bán án nhiều cái nhưng mà án gì? Chán ấy. Bác cả phải khoái cái to nó bận lắm. Cán bộ to bận lắm. Đấy thì cây thì đã dặn rồi, chắc chắn là đại ca lấy thôi. Bán cho người 4 triệu, lỗ 1 triệu. Vâng, bác cũng phải ăn thế mà. Vui. Cây đẹp quá bác nhỉ. Mình thấy ít ra chợ bác nhỉ. Lần đầu tiên ra chợ, xin giới thiệu người đẹp Thái Bình.
À Thái Bình à? Nguyên Trinh chưa bóc tem. Nguyên Trinh à? Chưa bóc tem. Dạ. Thế thì chắc cao giá lắm. Không cao giá mà rẻ giật mình. Vâng. Có kẻ ấy thì hơi chưa bóc tem thì hơi giá cao thôi. Bảo là hôm nay đem loạt nhỏ nhỏ thì hay nhỉ? Sơ bộ bao tiền khoảng một cây này khoảng bao tiền đấy bác? Mất cả. Giá 2 triệu. 2 triệu ạ? 2 triệu một cây. Giá 1 triệu thôi. À giá 1 triệu. Đấy, giá 1 triệu. Chung là ở cái khoảng 1 đến 2. Đấy, thế là biết rồi. Đấy. Lên. Một loạt này chơi vui vui xinh xinh.